Chào buổi sáng mọi người. Long time no see thầy. Opa. Hello mọi người, hôm nay em Phương tập thể dục và outfit tập thể dục ngày hôm nay của em Phương. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ta-da! Nó chưa dừng lại tại đó đâu mọi người. Ta-da! Tao có chuyên gia mặc cái bộ đồ này ngay bên trong cả ngày xong tao đi làm. Sao kéo cái quần lên cho nó giãn cái gân quần làm cái gì? Tại quần nó rộng. Chân chữ B này. Cái hông này xuống này. Vâng. Hai đứa cùng một cái này này. Nâng lên, giữ tay thẳng. Thì cũng muốn dẫn mọi người theo thì tụi mình sẽ đi xăm nha. Yo, wow, xin hỏi ai mình đẹp trai thế ạ? À? Ôi trời ơi, đây, đi chữ không ngảo quá. Hay quá thầy Vinh ơi, khó kiếm quá. Trà em ạ. Đây nè, chỗ mày xăm hoa to vậy luôn hả? Ông kim cương to, dừng vào kim cương, dừng vào kim cương. Ủa, cha hỏi kim cương nó nằm một cách random vậy thôi hả? Nhưng mà không xong được, tại vì nhỏ quá. Chắc là lát nữa chỉ làm cái nhẫn vàng thôi. Tại vì nhẫn vàng nó đang trên giá. Bài cút. À, hello mọi người, em Phương đã có mặt tại chỗ xăm rồi đó là người bạn xăm của em Phương luôn luôn là Hà Vinh. Thì hôm nay thì Hà Vinh đang xăm đè lên trên cái hình xăm thiết kế của nó một bó hoa tulip. Tại sao lại là tulip các bạn? Hình xăm góc đây. Đây là hình xăm góc con Hà. Đó, bây giờ thì nó sẽ xăm đè lên trên đó. Nếu mà mọi người cảm thấy là những hình xăm các bạn là lỗi, nó thể hiện những cái lỗi lầm trong quá khứ thì có thể liên lạc với Hà Vinh. Bạn của mình chắc là cũng vẽ ớt kiếm tiền chứ hả? Vẽ chứ. Ở trên này thì có thêm một cái viên kim cương nhỏ nữa. Nhỏ sao được vì nhỏ quá. Nhưng không sao, trên tay của bạn mình sẵn đã có tay mình ở đây rồi. Trước khi mình nhét gì lên người thì cho mình hỏi là cái phối cái này là ở đây. Chúng ta gọi là như thế này là nhỏ. Thật ra là chị. Đúng rồi, tại vì em sẽ đi nét nhỏ. Đây mọi người ơi, đây là ba hình xăm mà anh Phương dự định sẽ xăm ngày hôm nay. Đầu tiên thì sẽ là cái chữ flower này bởi vì không có bởi vì gì hết. Chỉ thích thôi thì xăm lên. Sống như những đóa hoa. Đúng rồi, sống như những đóa hoa. Khi xong rồi sẽ có một cái năng lượng điện gió. Để lúc đầu thì anh Phương định là điện mặt trời. Nhưng mà Việt Nam thì lại đang để mạnh nhờ năng lượng điện gió. Đang nói chung là Việt Nam sẽ trở thành một nước mà chuyên sản xuất khẩu năng lượng điện gió trong khu vực Đông Nam Á. Ừ. Điện gió cho đến 2050. Mà điện gió ở Việt Nam lại chủ yếu đặt ở Biển Đông. Cho nên là mình có sóng biển ở dưới. Em nghe cũng là chiếc quá ha. Với mong muốn là sẽ luôn luôn có một cái nguồn năng lượng mà nó sustainable nhất có thể. Đúng không? Cũng hợp lý mà. Tao dự mới nghĩ ra. Và cuối cùng là cái con gà này. Cái đây là con gà mà anh Nam bẻ cho anh Phương và Hà đồ cái màu vàng lên, cũng đang hơi lăng tăng không biết màu vàng lên da của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà thôi mình hên xui đi mọi người. Lỡ trên tay xăm chữ random rồi chứ thật sự bây giờ mọi thứ như một trò đùa vậy. Muốn chạy xuống đây một xíu hay là tùy chế chứ nó đẹp vậy. Hiện tại thì đây sẽ là placement của hai hình xăm mới của anh Phương. Đổi tư thế rồi bây giờ thì sẽ qua xăm cái này.
bạn bè đưa mày đi bệnh viện ừ, thấy nó có thể ngồi thấy bên cạnh nắm tay kiểu là emotional support ừ, thấy nó có thể nàng á. Ồ chết rồi, có to quá không nhỉ, mẹ tao mà thấy thì cười luôn á, xinh. Ôi nhưng mà nó cũng hơi interface nhỉ, nó cũng không có phải là kiểu sắc tổ. Cái hình này nó không có lấp ló. Tôi dễ thương. Xin nhạc. Xong rồi mọi người ơi. Một chú cái đàn ông ấy, bây giờ thì chắc là sẽ chờ một chút xíu cho à, nó ra nước ngô với lại máu. Tiếp mục tiếp theo đó chính là đi xem phim. Vừa mọi người ơi, đây là lần đầu tiên mà anh Phương xem phim lại. Phim mình nói tụi mình chọn xem sẽ là Eternal. Em Phương thì thấy phim này nó hơn phim Marvel mọi người. Chứ là một phần như vậy nhưng mà hoàn toàn khác. Cái xong rồi cách execute câu chuyện này nó hơi dài. Tình tiết nó không có được liên quan chặt chẽ với nhau cho nên em cảm thấy nó cứ thừa. Thiếu thì chắc chắn là không thiếu. Những cái lúc mà mình đang chuẩn bị lên cái mood rồi, nó lên cao trào rồi thì cảm thấy là bị ẩn xuống lại. Nói chung là coi cho vui thôi mọi người ơi. Đi nào tối nay tụi mình ăn ở quán cái tên là Le Jardin, cũng không biết là phù hợp đúng hay không. Nhưng mà ở đây thì sẽ bán đồ Pháp nha. Nhưng Phương thì chắc sẽ loại một cái salad miso, nên là có anchovy nè. Xong rồi những cái loại như cà chua, tuna các kiểu salad nữa mọi người. Miếng bánh mì. Thơm rồi. Em không siêu thích ăn cá nè mọi người. You look retarded. Hello, good morning, buổi sáng mọi người. Bây giờ thì anh Phương đang rửa cái bình trà của mình. Rồi, anh Nam đến bên ngoài rồi. Và chắc là tối nay về nhà thì anh Phương sẽ unbox. Cảm thấy là biết ơn khi cuối năm thì được rất là nhiều những nhãn hàng nhớ cái xong rồi gửi cho anh Phương rất là nhiều đồ này. Thế là khá tuần rồi, anh Phương chưa có unbox. Tối về tụi mình cùng unbox với nhau nha. Và mấy ngày nay Sài Gòn trời kiểu lạnh lạnh đó mọi người. Đã hả? Hello người yêu thúi. Hello mọi người, sáng giờ chạy lòng vòng lâu chút xíu về mình thì tụi mình sẽ ăn. Chứ hiện tại đây có mặt ở cái quán là ngay phía tỏi vô bóng. Chứ đây tụi mình sẽ ăn được phần ngan cháy tỏi. Ăn đi mọi người ơi, ở đây thì có cái phần bún với lại miếng để riêng ăn. Đây là bún, đây là miến, mình ăn với măng tiết. Đây là rau này, đây là ngan cháy tỏi này. Ăn nhân trần. Nhân trần ngon không? Nhân trần là một món đồ uống mà bất cứ một cặp phố nào ở Hà Nội em cũng thích. Hoặc trà lá hoặc nhân trần. Như uống lá. Đặc biệt là vào mùa hè, ngồi ở quán làm cốc nhân trần. Ôi trời, ôi. Là một vị thuốc lào. Rồi. Ôi vậy. Mình ăn hết nửa con nan, hết 556.000. Mình ăn phần ăn này là phải 4 người các bạn. Cho nên là mình nghĩ mà 4 bạn đi ăn với nhau ấy, thì chỗ này giá cả khá là phải chăng. Các bạn hãy đến ngay địa chỉ ăn cháy tỏi cô bóng, địa chỉ 31 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Em vừa đang theo anh Nam ra Grab để mà mua cái gì đó anh? Vệ sinh giày. Cái vệ sinh giày, cái xong mà không biết sao mà mắt anh Phương lỡ va vào một cái đôi này. À, một đôi Crocs kết hợp với Ru xinh lắm luôn á. Thế là mình lỡ cho chân mình vô. Cái rồi mình thấy nó cũng đẹp. Cái rồi mình... Thế Phương đang mang một cái đôi màu vàng sẵn như thế này nữa. Thì cái chuyện mua thêm nó hơi nghị ngu ngốc. Nhưng mà vì nó xinh quá à. Tính ra là cái màu vàng của cái đôi đó nó cũng khác đôi này chút xíu. Đôi này của anh Phương thì nó có màu vàng tươi hơn nè. Và anh Phương tự gắn sticker lên. Đôi này còn được cái platform nó cũng dày nữa. Trời ơi mọi người, ở dưới đây anh Phương thấy có cây môi múc cơm nè. Rồi cái này là cái gì vậy ạ? Cái này là để tập tay á hả? Đúng rồi, mình cầm cái cơ tay. Có cả khóa nè. Đây là cái tiệm Supreme. Đúng rồi. Mấy cái này mắc không? Dạ nó cũng tùy vào. Ví dụ ai tập này? Dạ cái đó là 2 triệu rưỡi. Ừ, cái cờ lên này 2 triệu rưỡi. Wow, nice. Cái này chắc là về để trang trí hả? Không biết.
chắc vậy thôi chứ ai mà xài. Mua vậy rồi ai mà xài. Tùy, nhưng mà vì Supreme á thật ra là nó chỉ thiết kế và nó đặt cái chiếc Supreme là sản phẩm thôi. Còn lấy tiền gấp 3 lần. Yeah đúng rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn ạ. Ai mà muốn mua đồ kiểu hơi hay, kiểu sticker này nọ thì nhớ ghé Glass nhé. Nào ba bên, ba bên ít lịch xấu như này là đã. Cho ba bên ăn một miếng, xong rồi tụi mình sẽ đưa ba bên đi chích cuốn. Ba bên mấy ngày nay bị ốm mọi người. Ba bên cứ hở một chút là ha chu. À, chúng ta còn một cái loài tham ăn khác. À, ngon quá, ngon quá, ngon quá, à, ngon quá, ơi, ngon quá. Cô chú ơi, sát dạo này mụt lắm. Chắc là niềm tự hào của bố mẹ vì sát ăn ngoan trọng lớn. Sát mụt. I kiss you one. I, can I kiss you again? I kiss you again. Honey, honey, honey. Chắc mụt quá, chắc mụt. Chắc mụt chú, bây giờ mình là mụt. À. Vào đi, cho đuôi vào. Đúng rồi. Rồi. Mà vì ngoan quá. Let's go to the vet. Today. Đến đó mọi người ơi, anh Phương và anh Nam thường đưa mèo đi khám ở cái tiệm đó là Bellwi. Mèo thế. Hello. Okay. Mọi người ơi, chiều nay thì tụi mình sẽ đi mua đồ trang trí Noel nha. Trên bàn làm việc của em có một cái sự thay đổi, tại sao vậy? Giờ này văn phòng mình nó thiếu cái sức sống. Thế là em mang đến đây một cái sức sống mới, nhiều màu sắc hơn cho văn phòng của mình. Mà tại sao lại là bốn con này ha em? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 25 tuổi. Còn cái này là dành cho mấy tuổi? Cho mọi lứa tuổi. Trời ơi mọi người ơi, đang thích chơi siêu nhân mọi người ơi. Sai. À sai. Đang thích chơi mô hình. Mô hình sưu tập. Đó. Đây là dòng collection. Đó. So you are a collector. Yes, I'm a collector. Ghê. Yeah. Em mà chỉ thấy á là xa xa cái con siêu nhân màu đỏ của em đúng không? Nó cầm cành mai đúng không? Không. Ok, sao lại cành mai á? Sớm hết. Đây là tia điện, tia lửa mém cầu kỳ. Sức mạnh của siêu nhân đỏ này là gì? Mà đây là siêu nhân đỏ gì? Siêu nhân vũ trụ. Rangers in space. Siêu nhân đỏ là người ngoài hành tinh, còn đây ban này là người trái đất. Ủa thật á hả? Câu chuyện đó là cái gì? Câu chuyện đó là một nhóm siêu nhân người trái đất mất sức mạnh, xong sau đó lên sao hỏa để tìm kiếm sức mạnh mới. À rồi, và ok. Và ra siêu nhân đỏ đó. Last story. Nhưng cái vấn đề là tại sao em không đặt ở nhà mà em lên văn phòng em ngồi xuống em chân bốn một siêu nhân ở trước mặt em. Cái quan trọng là câu hỏi đó, ý là tại sao? Thì tại vì em muốn mang lên đây cho nó có sức sống, muốn ngắm nhìn rồi đó mỗi ngày kiểu vậy. Vậy là từ bây giờ là mỗi ngày đi làm là đều cầm đi và cầm về bốn siêu nhân này? Không, em để đây luôn, em chân đây luôn. Ghê vậy, không sợ mất hả? Đâu ai lấy mày chi đâu. Ừ đúng. Ok. Bất nay sorry em, chị chúc em có một ngày tốt lành. Ngày này cuối cùng đã đến rồi mọi người ơi. Cái ngày mà anh Phương đã chờ đợi rất là lâu. Từng bước chân đang dẫn mình đến với một cái nơi làm đẹp tuyệt hảo. Trời ơi, chúng ta đã gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày. À, hi hi quá trời luôn. Em móng tay móng chân em ghê quá anh chị ơi. Mắt ói luôn á. Ai đây? Sao giờ tự nhiên có máy ảnh lên cái rồi nó chạy? Sợ, nó thúc quanh rất là. Thôi cảm giác làm móng nó nhẹ. Tay em chắc nhẹ đi 3kg. Cuối năm rồi ai làm móng nhớ ghé tiệm mỹ chanh cho mọi người ơi. Deluxe nail nha.
328 Trần Hưng Đạo quận 1. Người làm da super kỹ. Sắp đây nè. Bây giờ thì mình sẽ sơn. Đây là mọi người ơi, hôm nay em Phương sơn cái màu nút này, sơn CND như lúc này cũng sơn CND hết vì không bị khô. Một cái màu nút xuất sắc nên không có bị đen da hay gì hết. Dễ thương lắm. Hello mọi người. Xem cái hình xăm sau khoảng 2 tới 3 ngày nè. Với cái hình xăm này thì nó đang bắt đầu tróc ra rồi á, nó hơi ngứa chút xíu nha. Hình như là Phương quên update với các bạn, nhưng mà với cái hình xăm con gà này thì anh Phương phải dán một cái lớp bảo vệ lên thì cũng mấy ngày rồi, nước mô nó ra nè, thì chắc chắn là mình sẽ không có gãi rồi đó. Nhưng mà do là nó lên da non nó cũng ngứa ngứa rồi, cái xong rồi để hình nhìn nó cứ dơ dơ á, cho nên thôi bây giờ em Phương sẽ lột nó ra luôn. Chúng mình hãy cùng lột với nhau nhé. Đây. Ui 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 ui, trời ơi, không biết là nó có ra cái gì nữa không mọi người ơi. Em Phương nghĩ là với cái hình này là mình phải đi dặm lại á. Oh my god, trời ơi, đã ngứa quá mọi người ơi. Rồi ok. Eww, close up đây. Đấy. Hiện tại thì mọi người sẽ thấy con gà này nó đang hơi lem nhem, do mày nó chưa có bóc hết á. Trời ơi, đã quá mọi người ơi. Cái cảm giác được gãi chỗ mình ngứa, mặc dù chỉ là gãi xung quanh thôi, nó đã gì đâu, nó đã. Còn đối với chữ flower này, mày thấy chưa? Vị trí đặt trên vai thì ý nghĩa là gì? Những nặng gánh trên vai đều sẽ hóa nhẹ như những bông hoa. Để lúc nào chị cũng có hoa ở trên vai mình. Đúng vậy quá chị. Vậy luôn thiệt luôn à. Ừ. Đấy là như Alice nói. Ừ, ý là cái chữ flower đối với ta nó không có nhiều ý nghĩa đâu. Nhưng mà đặt ở trên đây á, ta muốn đặt ở đây là bởi vì lúc nào ta cũng mong muốn có hoa trên vai mình. Ta có thấy được một con đàn ông, nhưng mà ta cũng sâu sắc lắm chứ. Ngồi qua tới bên này nè. Từ từ bên này đi. Bên trong em cứ đang ảo tập nha mọi người. Rồi, thấy chưa? Con gà. Đúng. Và thấy con gà nó chỉ vô đâu? Đằng sau. Bằng mấy người đó chỉ sâu. Đúng. Em mày thấy nó chỉ vô không? Bắn những đứa nó sống sau lưng mình. À, lúc mà em Phương đi xong á, lúc mà em Phương quay đoạn xong á thì em Phương chỉ mới cho mọi người cái hình xăm thôi, nhưng mà vị trí của nó cũng có những cái ý nghĩa riêng của nó. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Em có thấy chị là một người quá là tuyệt vời không? Em không ngờ luôn. Người vĩ không? Nhiều đồ quá mọi người ơi. Còn tóc xong, thêm con dao nữa, bây giờ thì mình sẽ cùng unbox những cái món quà mà anh Phương có nhận được. Đầu tiên là cái hộp quà trên này trước đi. Hộp quà này thì không có cần dao. Đây là hộp quà từ L'Oreal Professional. Trời ơi, xịn quá đi. Có cả đề co Giáng sinh, có cả cái hình em Phương mặc áo dài nè. Và dưới đây là bộ sản phẩm Absolute Repair. Wow, đây chắc là bộ sản phẩm giúp phục hồi tóc đó mọi người. Có mặt nạ nè, có oi dưỡng tóc, xong rồi có cả dầu gội nữa. Trời, vào trong nhà tiện cũng có thấy chocolate Ferrero với cả là cái kisses này. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy cái hộp chocolate này lại á. Hộp này của Belief, thích dưỡng ẩm Belief kinh khủng luôn. Em vừa được tặng dưỡng ẩm nữa nè mọi người ơi, hên quá, lại Phương dưỡng mới hết. Ta-da. Đây là combo Belief The True Cream Aqua Balm, là cái kem dưỡng xịn xịn mà em Phương có nói á. Và đi cùng với nó là Belief Super Drops PHA 5%. Super Drops có khả năng dưỡng da mềm mịn. Ồ, hứa hẹn rồi mọi người. Có thêm cái đầu pump đi kèm với nó nữa. Sau bước rửa mặt thì tụi mình sẽ dùng Super Drops như là bước đầu tiên của chu trình skincare. Tiếp theo là hộp quà này của Kia xin mọi người. Trong này thì em Phương có toner nè. Có cái chai dưỡng ẩm Cream The Corpse, kem dưỡng da Super Multi Corrective Cream. Chắc là em Phương sẽ giúp vào quay cho các bạn lọ này nha. Em Phương biết là các bạn rất là thích toner của Kia, cho nên là nếu mà ai thích cái sản phẩm này thì cứ comment cái gì cũng được. Ê, cái gì cũng được ở đây không phải là comment chữ cái gì cũng được mọi người, mà hãy nên là một cái lời nhắn gì đó dễ thương như thế này cuối năm. Xong rồi mọi người hãy giữ bí mật cho cái random giveaway này. Đó là cách mà em Phương giữ giveaway rất vui hơn đó mọi người. Để dành cho nhà thật sự xem video quay mới cơ hội nhận được quà. Em Phương gửi tặng mọi người cũng kem dưỡng luôn đi, là hai món nhé dành cho hai bạn may mắn. Giày mọi người ơi, để bất gửi cho em Phương một đôi giày rất xinh Nano X1 phiên bản nhiều màu như thế này. Trời ơi, dễ thương ha. Giày Nano X1 thì êm với mọi người, với cả rất là nhẹ nên xin anh em Phương rất là thích tập cùng với cái đôi này. Thì cũng không có đôi màu trắng rồi, giờ có thêm đôi này thì mặc đồ nó sẽ kiểu phân phân vui vui hơn. Cảm ơn Redbook rất là nhiều. Hộp màu cam này thì chắc là của Sua Sua. Chính xác. Packaging đẹp quá luôn á. Đây là một cái set trải nghiệm serum nhân sâm mọi người ơi. À, rất là sang trọng, dùng là quà cuối năm thì em Phương nghĩ sẽ rất là đẹp. Đây, to to rồi. Đây là quà của bạn em Phương gửi tới.
ở nhà nếp. Nhà nếp là một địa chỉ mà anh Phương thấy bán rất là nhiều những cái đồ hay ho và xinh xinh kiểu tập hợp những local brand tại Hà Nội á. Sticker xin cảm ơn. À, xinh. Cho mọi người biết em Phương thích ba cái đồ màu mè cho em gửi cho em Phương quá trời đồ màu mè luôn. Quá vậy ta. Kem khử mùi. Kem khử mùi cho cái vùng da dưới cánh tay mọi người. Ơ, trời ơi, sao xinh quá vậy trời. Mặt nạ phục hồi tóc Chi Mai. Đến hôm luôn mọi người ơi. Cảm ơn nhà nếp rất là nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ nhà nếp nha. Và của Clio. Quá nhiều make up luôn. Có cushion. Trời ơi, xuất sắc xuất sắc. Đây là Q-Cover Fanwear Cushion All New. Chết. Là trời ơi, phải công nhận Hera một thương hiệu quá dễ thương luôn á. Và đây là bộ sưu tập kết hợp cái gì vậy ta? Xinh quá à. Đây là bảng màu mắt nè. Và đây là... quá xinh luôn á mọi người. Hình như đây là cái đồ chuốt lông mày. Biết là trong tủ make up của mình đã có rất là nhiều những cái bảng màu nâu thế này rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một bảng màu nâu mà lại full matte trừ cái màu kim tuyến ra thì vẫn cảm thấy lòng xốn sang. Packaging xinh xỉu luôn. Má hồng. Em Phương thích má hồng của Peripera đó mọi người. Nó mịn á, xuất sắc luôn. Trời. Trời ơi, cái móc chìa khóa quá xinh cùng với dễ thương quá. Son mới của Clio. À, thơm nha mọi người. Ô nó rất là dễ chịu luôn á. Nhát như là thoa son bóng ở trên môi vậy á. Son này là son tint nhưng mà nó có một cái finish nó hơi bóng chút xíu trên nhìn môi mình nó sẽ căng mọng. Màu mẹ Phương vừa thử là màu số 1. Chắc là em Phương sẽ gửi tặng cho mọi người một cái phần quà ghi vào quay thứ 3 là son Clio Dewy Blur Tint này nhé. Quà của La Roche-Posay mọi người. Dễ thương. À, Cica Blast phiên bản nằm trong cái Nutcracker. Quà của Chanel Beauty. Basic skincare steps are always a key to every beauty secrets. Đây là một set dưỡng da để trong một cái pouch rất là xinh. Trời ơi, đi đâu cầm cái pouch này trong nó cũng sang xịn mịn. Anh Phương có cái mặt nạ Le Mask này xài cũng ok như mọi người, làm sạch da cô thấy đó, rất là thích. Xong rồi có hand cream number 5, có Hydra Beauty Essence Mist, xong rồi có cả son dưỡng nè. Em Phương nhận được một combo xịt dưỡng mọi người ơi. Đây là khoai cấp ẩm và phục hồi đến từ Outer Mojonzac Việt Nam. Thương hiệu chính thức đưa sản phẩm xịt khoai cấp ẩm và phục hồi Thermal Spring Water quay trở lại thị trường Việt Nam. Có trang trí một cái miếng vải lót màu tím ở bên trong. Nó rất là xinh. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi mọi người ơi. Bảng màu mắt đẹp quá vậy trời. Mọi người thấy không? Nó lì, nó vát ngang vậy luôn. Trời ơi, nhìn thích mắt. Trời ơi, mấy cái màu rụ rụ này nó siêu tây luôn á. Son nữa. Packaging cuối năm xuất sắc nha. Con The Slim. Đây là một cái cuốn Advent Calendar mọi người nè. Nó như vậy nè. Mỗi ngày thì mình sẽ mở ra một cái hộp trong này từ đây cho tới ngày Giáng sinh. Để Phương mở thử một hộp đi. À, body lotion. Về nếu mà các bạn đang lăng tăng á, không biết đang tặng gì cho những người thân của mình, muốn gọi là tạo sự bất ngờ cho họ thì Phương nghĩ là mua mấy cái Advent Calendar này rất là hợp lý nha. Rất nhiều thương hiệu làm trong năm nay. Ví dụ Phương đã nhận được hộp này của Yves Rocher. Phía sau có cái hộp này của Kiehl's. Tuy với thương hiệu như mọi người, em cũng thấy là sẽ có những cái thương hiệu gọi là để toàn bộ mỹ phẩm vào trong các hộp này luôn. Nhưng mà sẽ có một vài thương hiệu khác thì sẽ để những cái món đồ chơi hoặc là mấy cái đồ treo trang trí Noel. Hoặc nói chung là những cái đồ không có phải là beauty ở trong những cái box này nữa tạo một cái sự hứng khởi. Đây là kem dưỡng Water Cream. Mở thêm hộp đi. À, sữa rửa mặt hoa cúc. Cảm ơn Kiehl's một lần nữa. Rồi, tới lên cô. Món này lắm mọi người ơi, các bạn nhớ hãy thử trải nghiệm sản phẩm này nha. Xong rồi có cả mấy cái hũ kem dưỡng nè và cả Genovic Mini nữa. Hy vọng bạn sẽ đồng hành cùng Lancôme trên con đường tự tin rạng rỡ hơn mỗi ngày bởi Together is a gift from Lancôme with happiness. Và từ Bobbi Brown. Make up phiên bản giới hạn cuối năm Mini Extra Lip Tint. Lip Tint của Bobbi Brown rất ok, An Phương xài mỗi ngày. Mọi người cũng có một cái bộ eyeshadow palette cuối năm này ở đây. Nó cũng kiểu neutral trung tính nhưng mà nó tươi hơn những cái màu bên YSL. Hộp quà á mọi người, có cả mấy cái kim tuyến nè, ngôi sao kim tuyến để tạo không khí mùa lễ hội cuối năm. Xem nè, packaging có hình hộp kẹo bên ngoài. Đây là set dưỡng da Estée Advanced Night Repair Serum kiểu thần thánh quốc dân của Estée Lauder. Phương được tặng thêm cả Micro Essence, xong rồi được tặng thêm cả cái Intense Reset Concentrate. So với cái phiên bản này thì cái phiên bản
Reset Concentrate này nó kiểu cô đặc hơn và nó sẽ giúp gọi là cấp cứu làn da của mình có thể hiệu quả hơn. Sau đấy còn nhận được cả cam mắt nữa. Nói chung cứ nhắc tới Estée Lauder thì kiểu cứ yên tâm với cái bộ dưỡng da như thế này. Cảm ơn Estée Lauder rất là nhiều. Qua đây. Trời ơi. Đây là quà từ Gila. Đây là bộ sưu tập son Rich Rosie của Gila kết hợp cùng với phù thủy Makeup Pony. Sau thì được đựng trong một cái packaging có cái hộp ngoài rất là xịn như thế này. Rất là đẹp luôn, em sẽ review sớm nha. Đây là cushion. Đây là lip serum. Đây là cleanser. Trời, Gila có nhiều sản phẩm như vậy ta. Rất là bất ngờ nha, không ngờ Gila có rất là nhiều kiểu sản phẩm trong thương hiệu của họ. Ồ, em Phương có nhận được quà của thương hiệu có tên là The Memoria. Đây là nước hoa mọi người ơi. Chai nước hoa kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh và cái mùi nó kiểu rất là nhẹ nhàng ngọt ngào mọi người. Đây là quà của Roto. Bây giờ em Phương mới biết là Roto có cả sản phẩm này nè mọi người, giúp giảm các triệu chứng khó chịu do rượu bia và hỗ trợ giải độc gan. Trời, ai mà hay uống nhiều thì có mấy cái chai này thì sẽ phục hồi sức nhanh hơn thì phải, chứ xong rồi còn có Fosami là thực phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp cùng curcumin chiết xuất 100% nghệ vàng, giúp cho người phụ nữ luôn khỏe mạnh và tươi mát bên trong, một cái sản phẩm đó cho sức khỏe. Và đây là thuốc nhỏ mắt Roto. Nature Republic đã chính thức về Việt Nam rồi mọi người ơi. Em Phương nhận được rất là nhiều những sản phẩm để trải nghiệm. Nature Republic thì chắc là nổi tiếng nhất với cái gel aloe vera Vita Pear C Toner. Packaging xinh quá, nhìn những đồ chơi quá luôn á. Có cả sữa rửa mặt, xong rồi có cả serum nữa. Đây là quà đến từ thương hiệu Amie by Happy Skin. Đây là bộ phục hồi B5 Complex. Trong nó đâu có thua gì những brand nước ngoài đâu mọi người. Đây là bộ sản phẩm có B5 giúp phục hồi da, depuffing, giúp cho mắt với cái mặt mình không bị sưng nè. Quá là chỉnh chu luôn. Amy by Happy Skin nha mọi người. Hộp quà cuối cùng ngày hôm nay đến từ MeTube Web TV Asia Company. Cách đây một vài năm thì Phương có được thắng cái giải Beauty Icon of the Year. Nhìn cái hộp quà này tự nhiên Phương nhớ về khoảnh khắc đó, khá lâu rồi em cũng bị quên. Trời má ơi, hộp quà là cà phê cho mọi người. Chắc là nhà em thích lắm, có cả sữa nữa. Có cả phim cà phê và có cả sữa đặc ngôi sao Phương Nam nữa. Cảm ơn MeTube rất là nhiều. Unbox mà đổ cả mồ hôi. Tóc của em Phương kiểu nó muốn bớt lại luôn. Cảm ơn nhãn hàng rất là nhiều vì lúc nào cũng đã nhớ tới An Phương nha. Còn những hộp quà này mà Phương thấy đúng kiểu Giáng sinh luôn, cảm giác mình như một đứa con nít mở quà của ba mẹ. Nói chung là rất là vui và cũng mong là mọi người thích những cái món quà của An Phương dành tặng lại cho các bạn. Hello mọi người, hôm nay là ngày 23 tháng 12, An Phương lên tiếp thì cũng muốn gọi là chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên người yêu thương của mình. Anh đừng có nhăn đâu, anh chúc mọi người được không? Được, chúc các bạn sạch sẽ. Ôi khiếp. Năm mới, à nhầm, đã đến năm mới chưa nhỉ? Chưa. Chưa à? À xin lỗi nhá. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, được nhiều quà. Quan trọng nhất là hãy tìm được một nửa cho mình nhé. Ôi. Để Noel này các bạn không cô đơn.